Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 25 tháng 2, shop tiếp tục lên cho khách một lô xe 133S nhé. Lô xe này 133S giá chỉ trên 3 triệu đồng thôi. Quý khách hãy đón xem video này và đừng quên đăng ký kênh của bên shop xe điện Cũ Nhập để nhận được những video sớm nhất trong thời gian tới bên shop sẽ đưa lên. Địa chỉ của bên shop đó là cổng làng Đông Hồ, Thị Phong, Thái Thị, Thái Bình mọi người nhé. Số điện thoại là 0981077781 và điều kiện để mua xe là mọi người đặt cọc trước cho bên shop 1 triệu. Và nếu như mà bên quý khách mà chuyển khoản đủ thì bên shop sẽ giảm ngay 2.000 cho một chiếc xe. Giá trên thì chưa bao gồm phí ship nhá. Và bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết luôn trong lô xe buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2 mọi người nhé. Đầu tiên đó là con xe 133S Plus của hãng Osaka. Con này thì bên shop bán với giá rất rẻ và rất là tình yêu luôn mọi người nhé. Vâng, đây là con xe 133S của hãng Osaka. Với con xe này thì lúc đầu tiên quý khách phải bỏ ra số tiền là 13.800.000 đồng mới sở hữu được con xe này. Và hôm nay thì bên shop bán lại cho quý khách với giá chỉ có 3.800.000 đồng mọi người nhé. 3.800.000 đồng bằng đúng cái số lẻ lúc mọi người mới mua. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy là cái lốp của con xe này đấy, rất dày mọi người nhé. Lốp này chắc chỉ đi được khoảng 3 đến 4 tháng thôi, nhưng mọi người nhìn nó còn rất là dày luôn. Đằng trước đấy thì bên shop độ thêm một cái đèn LED siêu sáng ở đây. Đó, đèn LED siêu sáng nhé. Bên trên thì vẫn có đèn nhưng đèn nó bị hư và chỉ còn lại đèn đờ mi ban ngày thôi. Đó, rồi cái thụt của nó này vẫn còn sáng nhé. Hơi bị rỉ dầu một xíu thôi, rất ít mọi người nhé. Đấy. Rồi, về phía sau thì chúng ta nhìn thấy đây là động cơ của Osaka này mọi người này. Zin nguyên bản nhé mọi người nhé. Đấy, động cơ Zin nguyên bản. Bây giờ mình sẽ test đến cái động cơ để cho mọi người xem nhé. Đó, êm du luôn, rất êm nhé. Rất êm và cân thắng lại này. Đó, động cơ Osaka đây nhé. Rồi con xe lốp sau này cũng rất là dày mọi người ạ. Lốp sau cũng rất là dày. Lốp này lốp Kenda nhé. Lốp này lốp xịn. Đấy, mình sẽ test đèn còi xi nhan cho mọi người xem luôn nhé. Còi này. Đấy, còi rất là rõ. Xi nhan hai bên này. Rồi test giảm sóc này. Với giá 3.800.000 thì nó quá là bèo bọt rồi mọi người nhé. Đấy, giảm sóc này. Giảm sóc trước này. Giảm sóc sau này. Đó. Rồi cho mọi người xem bình luôn nhé. Bình này là bình cũ mọi người nhé. Bình cũ đang chạy hoạt động bình thường, đang chạy rất là khỏe và còn rất là ngon nhé. Mình sẽ mở, đợi bên shop sẽ mở cho mọi người xem này. Đây, bộ bình của xe đây. Bình nguyên bộ, theo nguyên bộ nhé, chứ không phải bình ghép mọi người nhé. Đấy, nguyên bộ luôn và đã test xả rồi. Bộ bình này thì được sản xuất vào năm 2020, vào tháng 5 năm 2020 mọi người nhé. Nguyên bộ luôn, đo rất căng và đi còn rất là dài, đi được khoảng 30 km trở lên cho một lần sạc đầy nhé mọi người nhé. Đấy, mình nói rõ luôn là đi khoảng 30 km cho một lần sạc đầy. Mọi người mua con xe này đi quanh với giá 3.800.000 này thì quá là ok rồi. Tiền ship vào nữa đâu đó nó rơi khoảng hơn 4 triệu một xíu, 4.2 triệu cho đến 4.5 triệu tùy từng khu vực nhé. Đấy, đây là con xe mã đầu tiên 251 với giá là 3.800.000, và nếu mọi người chuyển khoản đủ thì giá chỉ còn 3.6 triệu nhé. Đây là dòng xe của hãng Osaka. Đấy, dòng xe chính hãng mọi người nhé. Đi rất êm này mọi người này. Đấy. Rồi, mã này là mã đầu tiên là mã 251 nhé, giá 3.800.000 nhé. Bên shop sẽ chuyển sang con xe mã 252. Đây là dòng xe 133S của Trung Quốc đời đầu mọi người nhé. Nên là nó đi rất là bền bỉ. Con này đi rất là bền bỉ luôn mọi người nhé. Con này thì bên shop bán giá chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Trong đó là cái lốp trước này này, là bên shop vừa thay mới lốp này nhé, vừa thay mới xong. Đấy, bên shop vừa thay mới cho mọi người luôn vì cái lốp cũ của nó đã mòn rồi. Bên shop thay mới tinh luôn, giá chỉ có 3.500.000 nhé. Đèn còi xi nhan đầy đủ, đây còi này rất là to và rõ. Xi nhan này. Đấy, xi nhan bên này này, rồi xi nhan bên này này, đèn này. Con này là đèn của nó đèn sợi đốt nhé. Còn nếu mọi người muốn thay sang đèn LED thì cũng là ok, bên shop sẽ thay miễn phí cho mọi người. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ nhé, động cơ này. Động cơ êm du luôn mọi người nhé. Rất là êm. Đấy, mình test rất là kỹ mấy chiếc xe này. Giá rất là đẹp rồi. Bên sau lốp cũng rất là dày, lốp Kenda. Lốp này lốp theo xe. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem bình luôn nhé. Mình sẽ cho mọi người xem bình luôn đây. Bộ bình này là bộ bình cửu hội nhé, nguyên bộ luôn. Và bình con này cũng là bình 2020. Tất cả bên shop đã đo test sống nhá, đang sống và đang khỏe nhá, thì mới lắp để bán cho mọi người. Còn nếu yếu hoặc chết thì bên shop sẽ không bán để đây bán cho mọi người nhé.
bên mình cam kết như vậy. Con này giá chỉ có 3.500.000 thôi mọi người nhé, rất là rẻ và rất là tình yêu luôn. Xe này thì được trang bị thêm một cái phanh đĩa trước và với sau thì phanh đĩa cơ. Đây này, giảm sóc này, giảm sóc trước này, rất là êm ái luôn, giảm sóc sau. Đấy. Với giá 3.500.000 này thì bằng các nơi người ta bán con xe bò nó cũng 3.800.000 rồi. Mà đây là 133S nha mọi người nhé. Mọi người phân biệt 133S là 4 bình lớn, còn xe bò là 4 bình bé nhá. Đây là mã 252, giá là 3.500.000 nhá. Đi rất êm và khỏe. Tất cả các xe bên shop bán là đều đầy đủ cả sạc nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người nhớ lưu ý này, cả sạc đầy đủ luôn. Tức là mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi, mua về chỉ việc sử dụng thôi, không phải mua thêm bất cứ một cái linh kiện phụ kiện gì nữa. Mua về sử dụng tất cả xe đều đầy đủ sạc và giá báo rõ ràng. Và nếu mọi người chuyển khoản đủ nhé, giảm ngay 2 cho mình một chiếc. Và đây là mã 253 này. Đây cũng là một con xe 133S, cũng là đời đầu. Đấy, con này nhìn cũng tươm hơn này. Con này bên shop cũng bán với giá là 3.500.000 nhé mọi người nhé. Đây sóc trước này. Đấy, sóc trước rất là êm luôn. Sóc sau này. Bây giờ mình sẽ test đến đèn còi xi nhan nhé. Còi này. Con này có cái giỏ trước này, xi nhan này, xi nhan hai bên này. Rồi đèn này, đằng trước thì con này lắp đèn LED rồi. Đó. Con này thì bên shop đã thay chắn bùn trước và chắn bùn sau đều là mới tinh nha mọi người nhé. Đây chắn bùn trước mới tinh nha mọi người nhé, mới đét luôn. Rồi chắn bùn sau đây mọi người nhé. Chắn bùn sau con này mới tinh nhé. Đấy. Ok chưa ạ? Rồi con này là mã 253 nhé, giá cũng là 3.500.000. Thế bây giờ mình sẽ mở bình cho mọi người kiểm tra này. Con này thì đầy đủ hai chìa khóa nhé. Rồi, con này bộ bình Lisiki nguyên bộ luôn. Cũng là bình 2020 nhé mọi người nhé. Đấy, bình 2020, tất cả bình lên bên shop đã test rồi. Đo test rồi nhé. Vẫn đi khoảng 30 cây cho một lần sạc. Con này nếu bình mới của nó thì chỉ đi được 45-50 cây thôi. Vì đây là dòng xe 133 4 bình, nó không đi được dài như dòng X-Men được. Đấy. Đằng trước thì trang bị phanh đĩa trước này. Cái cụm dầu này nhé, là bên shop vừa thay xong, vừa thay mới. Đây là mã 253 mọi người nhé. Giá là 3.500.000. Mình sẽ chạy ra đây. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến cái khách con xe mã 254. Con này thì mình mới về ngày sáng ngày hôm nay, cho nên là đủ xe để quay luôn cho quý khách nhé. Đây là mã 254. Con này thì nó lại là hàng của Đài Loan. Đấy. Con này hàng của Đài Loan nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan với thương hiệu là Jante. Thì con này thì bên shop bán với giá là 4.800.000. Tại vì con này nó của nó là hàng xịn, lúc mới của nó cũng là 14-15 triệu. Con này đi rất là bền và rất là êm. Đèn còi xi nhan đầy đủ mọi người nhé. Bác nào mà biết về dòng xe này thì mua con này mới được. Vì dòng xe này nó giá nó rất là cao, nhưng bên shop bán 4.800.000 cũng là giá êm rồi. So với các nơi khác là giá này là giá êm mọi người nhé. Các chỗ khác thì bán chắc chắn là trên 5 triệu cái chắc này. Giảm sóc này. Đấy, riêng dòng này nó ăn những cái giảm sóc này nó rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nhé. Mình không phải cần quảng cáo nhiều. Và đây là cái bộ nhựa nguyên bản theo xe. Đấy, tất cả đều nguyên bản theo xe nhé. Động cơ đằng sau đây cũng là nguyên bản này. Động cơ còn rất là đẹp mọi người nhé. Đây không phải là sơn lại đâu nhé, sơn zin của nó đấy. Động cơ của thằng Đài Loan thì nó lại làm động cơ màu đỏ. Đấy, rất là đẹp. Nước da con này rất là đẹp mọi người nhé. Rồi cái giảm sóc sau thì không có đâu mọi người nhé. Chứ không phải là nó bị mất mà không có. Là xe nguyên bản nó như thế. Rồi bây giờ mình test lên động cơ cho mọi người xem nhá. Dòng xe con xe Đài Loan này trong động cơ như nào nhá. Đấy, động cơ rất là êm luôn. Êm ru. Đi con xe này rất là sướng và rất là bền. Cái quan trọng nhất là của nó là bền, bền bỉ chắc chắn. Ê, cầm xe về thì biết chắc lịch luôn. Không một tí rung nào. Đầu rung mà đuôi cũng rung như nhau. Đây là xe rất là chắc. Đấy, với kinh nghiệm mà xem xe thì mọi người cứ cầm tay lái và lắc. Xe nào mà lắc nhiều thì nó không được chắc chắn như cái xe lắc mà cả xe nó theo rung theo đấy thì nó sẽ rất là chắc chắn. Đấy, đi này nó sướng này, 4.800.000 thôi mọi người nhé. Sở hữu ngay con xe 133S của Đài Loan với mã là 254. Con này thì bình của nó là bình 2021 mọi người nhé. Con này thì đang bị bắn ốc ở đây rồi, mình không tiện mở ra được những bình 2021. Đấy, mã 254 nhé. Bây giờ mình sẽ review đến con xe mã cuối cùng. Con này là con xe 133 Blue, hay còn gọi cách khác là xe bò mọi người nhé. Con này sở hữu 4 bình bé thôi.
sở hữu bốn mình bé. Và con này thì bên shop bán với giá là 3.800.000 đồng, nhưng mà thay bình mới nha mọi người nhé, 3.800.000 đồng bình mới tinh đấy, bốn bình bé nha mọi người nhé. Và nếu thay bình mới vào rồi thì nó cũng sẽ đi được tốc độ khoảng 40 km cho một lần sạc đấy, và tốc độ tối đa con này nó chỉ rơi vào khoảng 30 đến 35 km thôi đấy. Còn có xe 133S như lúc nãy bên shop quảng cáo thì nó sẽ đi được khoảng 40 km trên giờ đấy. Đây con này thì thụt trước đây rất là êm nhé, đằng trước thì chắn bùn này là bên shop vừa thay mới tinh này, chắn bình vừa thay mới tinh nhé, lốp thì cũng tương đối thôi chứ cũng không phải là dày lắm đấy, nhưng mà lốp là lốp không xăm thì mọi người đi cũng yên tâm nhé. Rồi phía sau này, phía sau này bên shop vừa mới thay đôi giảm sóc này mới tinh nhé, đấy mọi người nhìn là biết là giảm sóc mới này, giảm sóc mới đét này, ốc ác mới tinh luôn. Và con xe này bán với giá 3.800.000 thì trong đó là bộ bình mới tinh nhé, và bộ bình mới đấy thì đã bên shop đã nhập vào với giá là gần 1.500.000 rồi, cho nên là giá xe này là quá ổn đó mọi người nhé. Đấy, giảm sóc thì mới này, chắn bùn mới này, bình mới này, đó mà giá chỉ có 3.800.000 thôi, thì mọi người hãy lên mua những con xe như vậy. Vậy xe nó quan trọng bộ bình, mà bây giờ bên shop đã thay bình mới tinh rồi, khi khách mua thì bên shop sẽ bóc hộp bình mới mà thay cho mọi người nhé. Đấy, quý khách nào chốt con này đấy thì bên shop sẽ bóc bình và quay gửi về Zalo cho mọi người xem. Cái này mọi người yên tâm chứ không phải nói là bình mới mà lại thay bình cũ đâu. Đấy, đây con xe này là con xe mã cuối cùng rồi, với giá là 3.800.000 bình mới mọi người nhé, quá là ổn áp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test cái động cơ cho mọi người xem nhé. Vừa rồi thì cũng test đến đèn còi xi nhan rồi, test động cơ này, động cơ này rất êm mọi người nhé, đó quay tiết mù luôn. Ok chưa? 3.800.000, quá là rẻ. Thôi, mình đã vừa review xong 5 chiếc xe 133S trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày sáng ngày 25 tháng 2. Quý khách mà yêu thích shop hoặc là yêu thích những chiếc xe nào thì hãy nói rõ mã, số xe để bên shop chốt xe cho quý khách nhé. Và điều kiện để mua xe thì mọi người vẫn phải đặt cọc trước cho bên shop 1 triệu. Sau khi nhận xe hết thì mọi người thanh toán nốt cho bên Viettel Post. Đấy, bên shop sẽ chuyển cho cái khách bằng Viettel Post mọi người nhé. Địa chỉ bên shop đây rất là rõ ràng này, cổng làng Đông Hồ, Thủy Phòng, Thái Thị Bình. Và số điện thoại đây nhé mọi người, yên tâm nhé khi chuyển tiền cho shop. Đấy. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người.